Alo, xin chào toàn thể anh em quay trở lại với video của mình. Hôm nay mình uh, review cho anh em một vài cái công thức chơi tài xỉu rất là hay luôn. Anh em nào mà chưa nắm cách chơi có thể tham khảo qua cái cách của mình nhá. Ở trên con game bài đổi thưởng thì anh em biết là đa dạng trò chơi nhưng mà cái trò tài xỉu là đông anh em tham gia nhất. Đó, tài xỉu thì là một cái trò thịnh hành nhất ở trên con game bài đổi thưởng. Trước đây mình mới chơi tài xỉu anh em ạ. Cũng không biết cách chơi thua khá là nhiều. Sau này mình mới rút ra được rất là nhiều các cái kinh nghiệm nên là bây giờ chơi cảm thấy là nó ok hơn ngày trước. Đó, những anh em nào mà mà mới chơi đại xỉu á thì mình khuyên anh em là cũng phải nên tham khảo nhá. <laughs> tham khảo những cái cách chơi chứ còn không nên gọi là vào vốn chơi ngay anh em ạ. Những anh em mới là rất dễ là chơi theo kiểu là đỏ đen rất dễ thua. Ok chưa? Đó. Không biết cách chơi thì tốt nhất là không nên chơi. Đó mình khuyên những anh em nào mà không nắm được cách chơi á ở đây thì tăng cầu 11 khá là đẹp này, đó riêng cầu này thì phệt tay 11 là, là chuẩn bài rồi anh em ạ, là quá chuẩn bài rồi, ok nhá, để xem tay đầu liệu có thành công được hay không, đủ ăn ngay này, mẹ tưởng là toang lên 62 nó chỉ cần lên gần 3 thôi là khoảng, lên ngay con 1 anh em ạ, được đấy, cầu đi 11 một một khá là đẹp này. Nên vốn 25 mét kiếm khoảng tầm độ chục mét là nghỉ thôi. Rồi, tiếp tục chiến nhá. Tại đây vào 3 mét này. Ok chưa? Có những anh em mà mới chơi thì anh em phải cân nhắc. Bởi vì thường thường là anh em mới là không nắm được cách chơi. Anh em cứ thích đâu anh em vào đấy. Không, không có một cái cách nào cả. Đó. Nhiều anh em thì lại chơi theo kiểu là thấy nào bên nào ít người đặt hơn là anh em vào kiểu vậy. Cũng không bao giờ có cái chuyện đấy đâu anh em ạ nếu mà những cái con game mà nó là cân cửa hả phải không ạ thì nếu mà những con game nó cân cửa anh em mà không vào nhanh vào bên nhiều hơn hoặc là vào anh em vào bên à, ít hơn thì cũng sau là nó cũng cân bằng nhau mà nên là cũng không 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 thể nào mà mà chắc chắn được cái gì là ít hơn là là có đâu anh em đó rồi hôm nay mình chơi thì mình rất là ghét những con game nó cân cửa anh em ạ bởi vì nhiều khi mình soi cầu á đó quay sang thì những cái bên mình kết thì lại thấy rất là nhiều người rồi ạ rất là nhiều người đặt rồi nên là rất là cay vào là bị trả về ngay mất ăn sau đến lúc mà tay mình vào kịp thì lại lại thua kiểu vậy rất là cay cú nhá mình thường thường không ai chơi con game ở đâu anh em nói chung bây giờ game nó rất là nhiều anh ạ cứ con nào mà ngon lành cảnh đào thì chơi thôi chứ không nhất thiết là chơi game này game kia ok chưa đó, tay này thì chiến luôn một tay xỉu ba củ nữa nhá. Ok, tay này mà ăn thì kiếm ngay 10 củ luôn có cái gì đâu anh em nhỉ. Để xem liệu có thành công được không. Đơn giản thôi anh em không có gì là khó cả. Những cái dạng cầu này thì cứ phệt cầu 1 1 thôi anh em, bắt bao giờ là gãy thì thôi, riêng mình mà gặp cầu nào mình chiến được. Cầu càng dài càng tốt. Cứ bám theo bao giờ gãy thì thôi. bám theo bao giờ gỡ thì thôi rồi vẫn ăn tiếp anh em thấy là 10 củ là đơn giản không không có gì là khó đâu anh em ạ một cái mẹo bắt cầu là rất là đơn giản dễ sử dụng đó cứ một một mà phệt thôi cầu này thì thôi là này vào hai củ thôi anh em rồi này sẽ vào giảm xuống nhá nó vào giảm dần anh em ạ chứ bây giờ mà chơi mà tham tiếp là toàn ngày đấy, trước đây mình thua đa số là do cái lòng tham anh ạ, chơi nhiều khi x2, x3 vốn này. Mắt ngủ quên trong chiến thắng anh ạ, không biết điểm dừng, cuối cùng là lúc gặp cầu nó bẻ, thua cả vốn lẫn lời, cay cái khủng luôn. Nói chung là cái cái tình trạng như vậy thì cũng rất nhiều anh em gặp phải rồi, nhưng mà anh em mà bỏ thì cũng phải bỏ dần dần và ạ. ví dụ như là tham qua tham độ 5 củ chẳng hạn thì bây giờ thôi thì tham 3 củ thôi, kiểu như vậy, giảm dần xuống. Nói chung là chơi theo kiểu liều ăn nhiều thì sẽ rủi ro cao. Chơi kiểu ăn chắc mặc bền thì rủi ro sẽ rất là thấp. Thôi hỏng rồi, xỉu rồi anh em ạ. Đó, tay này mà tham là toang ngay này. Cầu đang đi đẹp nhỉ, tự dưng nó đứng tay làm mất nhịp luôn anh em ạ. Nói chung thì cầu này bây giờ để mà bắt tiếp ấy, thì mình có thể là đi thuận luôn đấy anh em ạ. Có thể xảy ra cầu thuận luôn. Mình thử phát ra đây nào thử quả cầu thuận xem nào anh em ok nhá mình ít khi là tự dưng mình thua một tay mà mình quay sang mình bắt ngược lại đó. thường thường thua hai tay mình mới bắt ngược lại như tại vì cầu vừa rồi đi rất là ngắn tại vì cầu vừa rồi đi rất là ngắn anh em ạ nên là tay này mình tham được rồi ok nhá để xem liệu có thành công được tay này hay không đây anh em hãy cùng chờ kết quả cầu nào cũng vậy thôi vẫn có cái điểm gãy mà anh em không bao giờ có chuyện là đi mãi được nên là nếu mà không không chia nhỏ vốn ra chơi ấy, gấp thép lên rất là nguy hiểm rồi hút rồi anh em ạ chuẩn đứng rồi đó sự đoán cầu đứng phát chuẩn chuẩn bài luôn đấy Dự đoán đúng đứng và chuẩn luôn này à, Câu này tạm thời cứ phệt thôi anh em Tại đây làm 2 mét tiếp này Ok nhé Khi mà chơi những cái dạng uh, Game nó Nó cần cửa anh em ạ Anh em không vào nhanh Rất dễ là hay bị trả về Mình thì Trước đây cũng chơi mấy con cân cửa Mình không thích chơi những cái dạng này đâu anh em ạ ở trong trồng xanh bàn này thì cũng không cần cửa này đó chơi thoải mái luôn xem tay này thế nào nhá húp hay không đây húp không đây húp không đây thôi oẳng rồi mẹ tưởng là nó đứng tay nữa thì đẹp anh em ạ Nét cay cú nhỉ nói chung thì vẫn là kiếm 10 củ đơn giản anh em ạ không có gì là khó vào không ạ cầu này bây giờ nào vào nữa thì cũng, cũng rất dễ toang đấy vì cầu là những cái dạng cầu này rất là khó này đứng thì không phải đứng hẳn nhá mà nghịch cũng không phải nghịch hẳn những cái dạng cầu này mình là hay gặp cái tình trạng này này bắt thuận thì nó nghịch sau đó quay sang bắt nghịch thì nó lại thuận kiểu vậy nên là tốt nhất là chốt thôi anh em đó, mục tiêu của mình nay chỉ kiếm 10 củ thôi mà mà đạt đủ cái mục tiêu thì nghỉ là hợp lý rồi Ok nhá Anh em mà thấy video hay ủng hộ mình bằng một like một follow nhá Xin cảm ơn tất cả anh em theo dõi cái video của mình Chào tạm biệt anh em Và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo